Nguyễn Xin cà khịa phủ bà Phương Hằng hủy họp fan, do kém hiểu biết hay cố tình như bọn lương con. Thưa quý vị, những ngày qua, dù mặt trận báo chí im lìm thì mặt trận mạng xã hội lại xôn xao, cực nóng trước vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng ra Hà Nội để giải quyết mọi drama. Vốn là người chuyên hóng hớt drama để đu bám, Nguyễn Xin làm sao bỏ qua cuộc vui này được. Mới đây, anh chàng đã có một bài đăng cà khịa việc bà Phương Hằng ra Hà Nội và những sự cố hủy buổi giao lưu cùng những người yêu mến bà. Anh viết, hôm rồi chị Hai thông báo ra Bắc là mấy chuyện lớn lao hệ trọng, toàn vấn đề lớn về kinh tế cũng như chính trị. Mình cũng theo dõi xem thế nào, người uy tín như chị Hai chắc chắn đi đâu cũng được đón tiếp nồng nhiệt cũng như cờ bay phấp phới. Ấy thế mà vừa đáp xuống nội bài, thì gặp ngay quả fan toàn kêu chị Hai là con đĩ này con đĩ nọ. Chị Hai đi bên kia hành lang thì bên này nguyên dọc an ninh của Hà Nội đi theo, thật quái lạ. Chưa hết, hôm đầu chị Hai tuyên bố họp báo giao ban với fan club tại đối diện cổng Bộ Công an. Em Xin đã dự đoán đó là chuyện chắc chắn sẽ trở thành câu chuyện hư cấu, truyền tai, chứ để diễn ra thì hơi khó. Y như rằng, bằng cách nào đó, buổi họp báo đó không được diễn ra. Thay vì được ngồi mâm cổ, kèn trống rền rang, lãnh đạo thành phố ra đón tiếp, hoặc doanh nhân nghìn tỷ ngàn tầm ngồi chung bàn ăn tối, thì chị lại ngồi lẹt phẹt với dăm ba đứa phóng viên thường trú của vài tờ báo lá cải. Vậy là không tổ chức live được ở cổng Bộ Công an, chị lại hẹn câu lạc bộ Chính Nghĩa thường trú khu vực phía Bắc đến khách sạn Mường Thanh, thành phố Bắc Giang. Mọi thứ được thông cáo chắc nịch, ấy thế mà một lần nữa hủy bỏ. Không thể nào quá tam ba bận, chị Hai vẫn tiếp tục kêu gọi fan đến một nhà hàng ở vị trí để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Vài phút sau, nhà hàng đăng thẳng lên fanpage của mình và tuyên bố không tổ chức bất kỳ sự kiện nào liên quan đến bà chị của tôi. Bất công, quá bất công đối với chị của tôi. Trước bài đăng có phần kém chất xám của Nguyễn Xin, nhiều cộng đồng mạng đã dành chút thời gian thông não cho những thắc mắc của anh chàng. Biên tập viên xin đúc kết lại, trả lời để anh hiệp sĩ mõm hiểu như sau. Thứ nhất, anh nói fan kêu bà Hằng là đĩ và thắc mắc chị Hai đi bên kia hành lang thì bên này nguyên dọc an ninh của Hà Nội đi theo, thật quái lạ. Thì thế này anh ạ, quả thật anh nói đúng, hôm đấy có cả một biệt đội anti đi theo bà Hằng, đó là một cô chuyên gia lừa đảo cả nước. Đó là một cô chuyên gia lừa đảo, cả nước đều biết, và có một nhóc 10 tuổi. Giờ nói đến cô chuyên gia Hoàng Kim Dung này, ai còn tin lời cô ấy đâu, và cũng thừa biết chiêu trò của cô ta đến sân bay hôm đó là như thế nào rồi. Xin phát ngôn như vậy, xem ra cũng chưa xem hết các clip quay tại hiện trường hôm đó nhỉ. Thiết nghĩ một hiệp sĩ như anh, một người có tầm như anh, muốn đánh giá sự việc phải xem hết video để rõ tính chất, chứ để phát ngôn như vậy thì bậy bạ quá. Còn việc anh thắc mắc an ninh của Hà Nội đi theo bà Hằng thì có gì lạ đâu mà phải thắc mắc nhỉ? Hiện tại với sở hữu của CEO Đại Nam, để đảm bảo an ninh trật tự, việc có công an là điều bình thường. Ngay cả đến ông ca sĩ họ Đờm đi hát le que, được mấy fan công an còn phải đến mà. Điều mà anh thắc mắc vô tình, nó chỉ càng làm cho đối thủ của anh được nâng tầm thôi anh xin ạ. Thứ hai, anh bảo thay vì ngồi mâm cổ, kèn trống rình rang, lãnh đạo thành phố ra đón tiếp, hoặc doanh nhân nghìn tỷ, ngàn tầm ngồi chung bàn ăn tối, thì chị lại ngồi lẹt phẹt với dăm ba đứa phóng viên thường trú của vài tờ báo lá cải. Lại một sự thiếu sót thông tin mà một tay thám tử mạng như anh bỏ quên, là bà Hằng chưa bao giờ nhận bà ấy là ông to, bà lớn, người của chính phủ nào cả. Suy cho cùng, bà ấy cũng là người bình thường, chỉ hơn anh Xin ở chỗ giàu có và bản lĩnh hơn anh thôi. Nên thành ra, việc ra Hà Nội, lãnh đạo không ra chào đón bà ấy là chuyện bình thường. Và CEO Đại Nam ra Hà Nội là để thực hiện nghĩa vụ và quyền của một công dân là lên tiếng trước khuất tất của xã hội, chứ đâu phải là đại sứ mà phải được ra đón tiếp. Phải chăng Xin đang cố tình dẫn dắt dư luận hiểu sai về tính chất chuyến đi của bà Hằng? Anh nói dăm ba đứa phóng viên thường trú của vài tờ báo lắc cải là sự cố ý bỏ sót thông tin khi lực lượng YouTuber, người dân ở Hà Nội không quản mưa gió, cái xe lạnh của mùa xuân ra sân bay đón bà Phương Hằng nườm nượp mà anh lại không kể đến chứ nhỉ? Lại lèo lái vấn đề. Thứ ba, anh cười cợt bà Phương Hằng hủy buổi đón tiếp cùng người hâm mộ. Có lẽ như dạo này Nguyễn Xin bận rộn nên không có thời gian đọc báo, nên tình hình dịch bệnh khu vực phía Bắc ra sao anh chưa nắm được. Nếu chưa rõ anh có thể tìm hiểu thêm, tra thông tin thêm anh nhé, chứ chậm cập nhật tin tức như vậy thì không ổn đâu anh ạ. Nếu anh có kiến thức thì anh sẽ biết hai lần bà Hằng hủy show vì do khách quen là dịch bệnh anh nhé. Hiện nay, giới gần sĩ mà anh bên vực còn khó kiếm cơm ở Hà Nội do hạn chế tổ chức sự kiện, chứ đâu riêng gì bà Phương Hằng. Còn lần thứ ba ở vị trí khách sạn tuyên bố không tổ chức bất kỳ sự kiện nào liên quan đến bà Hằng
lần này anh nói đúng, khách sạn có tuyên bố như vậy thật. Chúng tôi thừa nhận, nhưng anh đọc thông báo của bà Hằng mà không hiểu. Bà ấy thông báo, bạn bà ấy tổ chức và bà ấy được mời và mời luôn những người yêu mến bà Phương Hằng. Thì dĩ nhiên CEO Đại Nam không phải là người đứng ra tổ chức và mục đích của buổi tiệc hôm đó cũng chẳng phải họp fan mà chỉ là một buổi gặp gỡ thân mật. Vừa rồi là những giải đáp cho thắc mắc của anh Hùng Nốt Phím Nguyễn Xin. Nhiều nhà báo gạo cội tại Hà Nội mong muốn gặp bà Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, hiện tại bà Phương Hằng và ông Quỳnh Uy Dũng đang có mặt tại Hà Nội và họ đang sắp xếp công việc để thực hiện những kế hoạch đã đặt ra trong lần bắt tiếng này. Với độ hot và tính chất vụ việc, sự xuất hiện của CEO Đại Nam tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Không chỉ có những người dân bình thường mà kể cả những nhà báo gạo cội làm việc trong chính phủ, báo Quân đội Nhân dân cũng dành sự quan tâm dành cho cặp đôi này. Tiêu biểu trong số đó là nhà báo Lê Phương Dung tại Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng đã và đang tin tưởng đồng hành, động viên cặp vợ chồng Uy Dũng Phương Hằng. Đi tìm công lý thực thi không dễ dàng, giặc nội xăm núp lùm, khoác đủ sắc áo để cản đường, phải có chí khí và trí tuệ thì chính mới thắng tà, thiện sẽ thắng ác. Bên cạnh đó, để con đường thắng lại, các gái cũng cần có sự góp sức lên tiếng của những người yêu chính nghĩa, đồng hành cùng bà Phương Hằng. Khác với miền Nam, hiện nay ban tạp viên chưa ghi nhận được một nhà báo nào lên tiếng ủng hộ bà, thì tại miền Bắc, theo chia sẻ của Phương Dung Lê, có rất nhiều cụ nhà báo mong muốn gặp được CEO Đại Nam, cụ thể nữ nhà báo viết. Chào mừng vợ chồng em đã đến thủ đô Hà Nội trong hân hoan, long trọng, chị và rất nhiều các nhà báo gạo cội như Trâm Nguyễn, Vũ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Minh Hoài, Nguyễn Mai Hồng VOV, Minh Nguyễn, Quân đội Nhân dân và rất nhiều nhà báo khác mong được gặp em và anh Quỳnh Uy Dũng và luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp, may mắn nhất sẽ ở bên em xinh đẹp, thiện tâm, giàu lòng bác ái cùng gia đình của mình nhé. Chưa biết rằng mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu, nhưng hiện tại bà Phương Hằng đang chiếm được tình cảm của đại bộ phận dư luận cả nước và kể cả những người hiểu biết về lĩnh vực văn hóa, có tuổi đời và những chiêm nghiệm sâu sắc cũng lên tiếng ủng hộ chuyến đi lần này của bà. Hy vọng rằng trận đánh này sẽ là trận chiến cuối cùng kết thúc mọi drama và kết quả mà chính phủ trả lời lần này sẽ hợp tình, hợp lý và hợp với lòng dân. Bà Phương Hằng leo núi thắp nhang ở đền Hùng, thông báo chuyện chấn động khiến Lũ Lương phải buồn. Kính chào quý vị và khán giả của kênh Nghe Để Biết. Hôm nay là ngày 21 tháng 2, bà Phương Hằng tiếp tục cuộc hành trình thăm những địa điểm nổi tiếng tại phía Bắc. Sau khi ghé thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, thì hôm nay đoàn của bà đã đến đền Hùng tại Phú Thọ. Không quản ngại xa xôi, vợ chồng vị doanh nhân này đã leo lên núi, đến khu vực tâm linh tưởng nhớ những vị ông cha đã có công dựng nước. Đi cùng với đoàn của bà Phương Hằng là hàng chục YouTuber phía Bắc liên tục quay phim, chụp ảnh, cập nhật thông tin về nữ đại gia này. Khi đi đến được giữa đoạn đường, dừng chân nghỉ ngơi, bà Phương Hằng đã thông báo tối nay sẽ có một niềm vui bất ngờ, một tin tức mới đã xuất hiện. Bà cũng cho biết thông tin này sẽ không phụ lòng quý vị, những người yêu chính nghĩa, nhưng chắc chắn sẽ phụ lòng lương con. Và bà cho biết sẽ cho tụi nó biết thế nào là lễ độ với người Hà Nội. Hiện tại dù chưa biết chính xác là thông tin gì, nhưng những gì CEO Đại Nam hé lộ cũng khiến công chúng thêm tò mò. Biên tập viên sẽ liên tục cập nhật thông tin nóng do vị doanh nhân này thông báo, cùng với những bài phân tích, tổng hợp sự kiện chuyên sâu. Vì thế đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh để nhận thông tin nhanh nhất nhé!